sắc ngọc khang, tàn diệt tàn nhang, xua tan vết nám. Một trong những điểm ấn tượng dễ nhận thấy nhất sau gần một tháng tuyển sinh game show thách thức danh hài đó là sự xuất hiện của những cây hài nhí đầy tiềm năng. Tại buổi tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, cậu bé kẹo ngọt gây sốt cộng đồng mạng Putin, tên thật là Huỳnh Minh Hoàng, mang đến những tiết mục hát búa vô cùng dễ thương, liên tục khiến các giám khảo ồ lên thích thú. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay con đến đây con có thể đi kết quắp cho các cô các chú xem được không? Thật tươi tỉnh nhá, để con cười một cái cho tươi đã nào. Thiên thần nhí Nguyễn Trương Minh Ngân từng gây sốt cộng đồng mạng với biệt danh cao thủ định mẹ, thực sự khiến người xem vô cùng bất ngờ, thu hút bởi sự già dặn nhưng không kém phần lém lỉnh của mình. Bé Trần Quốc Hào, 12 tuổi, cùng cô giáo mang đến chương trình Một Làn Gió Mới với tiết mục nhẹ nhàng, văn minh, lấy bối cảnh học đường quen thuộc. Hoàng Minh Duy, 10 tuổi và Phạm Hoàng Đức, 8 tuổi, giới thiệu một sáng tác mới ngay trên sân khấu tuyển sinh của thách thức danh hài. Bé Trần Bảo An Khang và khả năng diễn xuất tự tin, điêu luyện, hay cặp song ca Đức Lập, Minh Anh với bản cover Say Đu Đủ đều hứa hẹn những tài năng nghệ thuật đáng mong đợi trong thời gian sắp tới. Say đu đu, cùng say đu đu, say đu đu, cùng say đu đu. Người ta vẫn thường nói, tài không đợi tuổi. Nhưng với những gì mà Minh Hoàng, Minh Ngân hay cặp đôi Say Đu Đủ mang đến sân chơi hấp dẫn nhất làng hài sẽ là tấm vé đảm bảo cho sự bùng nổ của những tài năng tiên bẩm này. Sắc ngọc khang, tàn diệt tàn nhang, xua tan vết nám.